Bên cạnh những lời khen rất nhiều tiết mục đặc sắc, tập 2 của chương trình Rap Việt mùa 3 đang gây tranh cãi lớn về sự công bằng trong hình thức chấm thi mới của chương trình. Cụ thể, thí sinh Mega Shock đem đến Rap Việt một bản rap đầy chiêm nghiệm trên nền nhạc phim Bỗng Dưng Muốn Khóc. Bằng ngôn từ ý nghĩa, Alien, còn gọi là Mega Shock, đã khiến cho toàn bộ khán giả hòa vào sự xúc động trong câu chuyện mà anh mang lại. Huấn luyện viên Thái VG đã không ngần ngại chọn Alien về đội của mình. Tuy nhiên, với số phiếu 48% lượt bình chọn từ khán giả, anh đã không được bước tiếp vào vòng trong. Alien bị loại trong sự tiếc nuối của các huấn luyện viên, ban giám khảo và khán giả. Ngay sau khi Rap Việt tập 2, cộng đồng mạng lập tức dậy sóng về trường hợp của Mega Shock. Họ cho rằng tiêu chí chấm thi tối thiểu 50% kết quả của thí sinh phụ thuộc vào bình chọn của khán giả tại trường quay là vô lý. Nhiều người bình luận tại kênh truyền thông của chương trình, Alien là một trong những người viết lời rap hay nhất từ đầu chương trình tới giờ. Tài năng của anh là điều không cần bàn cãi. Do đó, việc anh bị loại chỉ vì 48% lượt bình chọn của khán giả khiến người xem cảm thấy khó hiểu, thậm chí đặt ra nghi vấn chương trình đang dàn xếp để thu hút truyền thông. Bên cạnh đó, một số người đã không ngần ngại so sánh Mega Shock với Cadmium. Nữ rapper sinh năm 2006 đạt 100% tỷ lệ bình chọn ở tập 1 hay Dubby với 96% ở tập 2. Họ cảm thấy Mega Shock hoàn toàn xứng đáng hơn. Đặc biệt với trường hợp của Dubby, nhiều người nhận định anh được bình chọn nhờ vẻ ngoài điển trai. Bên cạnh đó, nam rapper đội huấn luyện viên Andre còn đang vướng phải những tranh cãi về lời bài rap trong phần thi của mình. Câu rap bị cho là không liên quan và cũng không phù hợp với nội dung của bản rap này. Ngoài ra, các câu hát trước đó cũng có nội dung gây tranh cãi với nhiều câu từ như trời vừa sập tối, anh xả vai, đi lượn vòng thành phố nhìn gơ xinh lên đồ. Hiện Dubby vẫn đang chịu những chỉ trích gay gắt từ phía cộng đồng mạng.